Trọng Hiếu đau đớn vì bố ruột đột ngột qua đời, dàn sao Việt chia buồn, trái tim của gia đình và Hiếu vỡ tan 1.000 mảnh. Trọng Hiếu đau buồn báo tin với khán giả trên trang cá nhân. Cách đây ít giờ, ca sĩ Trọng Hiếu đăng tải dòng chia sẻ dài báo tin bố ruột của anh đã qua đời vài ngày trước. Chia sẻ bức hình ôm chặt bố lên trang cá nhân, nam ca sĩ viết: "Bố chung yêu thương đã tạm biệt trần gian này vài ngày trước. Trái tim của gia đình và Hiếu vỡ tan 1.000 mảnh. Bố dạy các con luôn yêu thương tất cả mọi người và Hiếu tự hào là di sản của bố chung. Bố là người dễ thương nhất trên trái đất này, luôn dành tình yêu vô điều kiện cho Hiếu và gia đình. Bố là người bố tuyệt vời nhất. Con yêu bố nhiều lắm. Con nhớ bố kinh khủng khiếp. Mẹ và các con của bố sẽ ổn và luôn nhớ bố. Bố hãy về cõi vĩnh hằng thảnh thơi, vui với nụ cười dễ thương của bố. Hiếu và gia đình xin phép dành thời gian để vượt qua sự mất mát này. Cảm ơn tất cả mọi người chia buồn với gia đình Hiếu. Gửi nhiều tình thương cho người." Lúc còn sống, bố của Trọng Hiếu luôn theo sát anh trong mọi hành trình phát triển sự nghiệp ca hát. Đặc biệt, bác Trung còn được giới nghệ sĩ rất quý mến vì tính cách thân thiện và gần gũi. Thời điểm tham gia Việt Nam Idol và mới hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, Trọng Hiếu luôn được bố theo sát để chăm sóc. Trọng Hiếu được sinh ra ở thành phố Bad Kissingen, nước Đức năm 1992. Sau tròn một năm cha mẹ anh di cư từ Việt Nam sang Đức, từ nhỏ, Trọng Hiếu đã hoạt bát, tự tin và sớm bộc lộ khả năng hát, nhảy. "Tôi còn nhớ năm 2000, lúc đó 8 tuổi, Hiếu được chọn đi thi nhảy ở thành phố Bad Kissingen và được giải nhất. Năm 2001, Hiếu đi thi khu vực ở München và đoạt giải nhì. Cũng năm này, Hiếu đoạt giải nhì cuộc thi nhảy toàn quốc ở thành phố Hamburg, Đức." Bố của Trọng Hiếu nói: "Chúng tôi luôn dạy các con về tinh thần dân tộc. Dù con sinh ra ở Đức, chúng tôi vẫn nói chuyện với con về Việt Nam, phong tục tập quán, truyền thống gia đình, tất nhiên là bằng tiếng Việt." Ông Trung cho hay: "Chúng tôi không lo lắng khi Hiếu ở thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, vì họ hàng hai bên cũng có nhiều người ở đây, thời gian định cư ở bên Đức. Trọng Hiếu nhiều lần về thăm Việt Nam. Cháu rất thích cuộc sống ở quê hương và luôn muốn giúp đỡ nhiều người còn khó khăn. Đó là một điều chúng tôi tự hào về con." Ông Chí Trung, cha của người chiến thắng Việt Nam Idol 2015, từng nhiều lần phát biểu đầy tự hào về con trai. Ngay khi thông tin này được chia sẻ, đông đảo nghệ sĩ như Tóc Tiên, Trúc Nhân, Subin Hoàng Sơn, Diva Hồng Nhung, Hồ Văn Cường đều đồng loạt gửi lời chia buồn và động viên tinh thần quán quân Việt Nam Idol. Ca sĩ Thu Minh bày tỏ: "Ôi sao thế này Hiếu ơi, vẫn luôn nhớ nụ cười nồng hậu của chú, cái bắt tay thật chặt và những lời chia sẻ ấm áp mỗi khi gặp mặt. Quá bất ngờ, không thể nói gì hơn. Xin chia buồn cùng Hiếu và gia đình. Vĩnh biệt chú Trung." Ca sĩ Văn Mai Hương buồn bã: "Em rất buồn vì sự mất mát này của anh. Em cũng rất nhớ bác ấy. Bác Trung rất dễ thương, không thể tin được." Ca sĩ Đồng Nhi động viên Trọng Hiếu: "Ôi Hiếu ơi, thương bác và luôn nhớ bác, nụ cười của bác, sự chăm lo của bác. Chị biết em rất buồn vì trên hành trình của em luôn có bố bên cạnh. Cố lên em nhé Hiếu ơi." Trọng Hiếu là ca sĩ từng đoạt quán quân của cuộc thi Việt Nam Idol 2015 và Sao Đại Chiến 2018. Anh được biết đến là ca sĩ Việt Kiều có khả năng sáng tác. Trọng Hiếu thường mang đến những bản nhạc sôi động, hiện đại, thu hút người nghe như "Em là bà nội của anh, từ hôm nay, anh đỗ rồi đấy." Bên cạnh những hoạt động văn hóa nghệ thuật, Trọng Hiếu còn là ca sĩ rất tích cực trong các hoạt động thiện nguyện với mục đích giúp đỡ cộng đồng, phòng chống bạo lực, bảo vệ trẻ em. Anh là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên ra mắt sản phẩm do chính mình sáng tác, hát cùng 17 nghệ sĩ quốc tế trong ca khúc Under the Name Sky, bài hát chủ đề của chiến dịch trái tim xanh do UNICEF Việt Nam tổ chức.